Có rất ít địa danh được công nhận và yêu thích trên toàn thế giới và không có địa danh nào dễ nhận ra hơn núi Phú Sĩ. Khi nói đến Nhật Bản, chúng ta không thể không nhắc đến Fuji. Đây là một trong những ngọn núi được chụp ảnh và là nguồn cảm hứng nghệ thuật phổ biến nhất thế giới. Chỉ có ngọn núi cao nhất hành tinh là ngọn Everest mới sánh ngang được. Nhưng điều gì khiến ngọn núi đất nước mặt trời mọc trở nên đặc biệt đến thế? Chúng ta hãy cùng đến với câu trả lời ngay sau đây. Đôi nét về núi Phú Sĩ. Núi Phú Sĩ có tên tiếng Nhật là Fujisan, Fujiyama hay Fuji no Yama. Đây là ngọn núi cao nhất Nhật Bản, ngọn núi cao tới 3.776m gần bờ biển Thái Bình Dương, nằm vắt ngang hai tỉnh Yamanashi và Shizuoka, thuộc trung tâm hòn đảo Honshu. Núi Phú Sĩ cách khu vực thủ đô Tokyo, Yokoyama khoảng 100km về phía tây. Ngọn núi lửa này đã dừng hoạt động kể từ lần đầu phun trào vào cuối năm 1707, nhưng vẫn thường được các nhà địa chất xem là đang hoạt động. Fujisan là điểm thu hút chính của công viên quốc gia Fuji Hankon Aju. Ngọn núi thiêng này cũng là trung tâm của một di sản thế giới được UNESCO công nhận vào năm 2013. Quá trình hình thành. Tuổi của núi Phú Sĩ vẫn còn nhiều tranh cãi, nhưng dường như nó đã được hình thành trong 2,6 triệu năm qua. Trên một nền tảng có niên đại lên tới 65 triệu năm trước, những vụ phun trào đầu và những đỉnh núi đầu tiên có thể xuất hiện vào khoảng 700.000 năm trước. Tiền thân sớm nhất của núi Phú Sĩ là ngọn Kumitake tạo thành sườn phía bắc của ngọn núi và Ashitakabaya nằm ở phía đông nam của núi. Núi Phú Sĩ là một ngọn lửa dạng tầng, hình thành vào khoảng 400.000 năm trước giữa đỉnh của hai ngọn núi Kumitake và Ashitakayama. Ngọn núi Phú Sĩ này là sự dung hòa của ba ngọn núi lửa nối tiếp nhau. Dưới cùng là ngọn Kumitake, bị Kofuji là núi Phú Sĩ cũ vượt qua khoảng 100.000 năm trước, và cuối cùng bởi Shinfuji là núi Phú Sĩ mới trải qua hàng thiên niên kỷ. Dung nham và các chất phun trào khác từ Kofuji đã bao phủ hầu hết Kumitake. Mặc dù đỉnh của Kumitake sau này vẫn tiếp tục phun trào từ sườn của Kofuji, Shinfuji có lẽ bắt đầu hoạt động lần đầu tiên vào khoảng 10.000 năm trước và thỉnh thoảng vẫn tiếp tục cháy âm ỉ hoặc phun trào kể từ đó. Trong quá trình này, Shinfuji đã lấp đầy các sườn núi của những ngọn núi khác và thêm vào khu vực đỉnh núi. Quá trình này tạo ra hình dạng thuôn nhọn gần như hoàn hảo của ngọn núi Phú Sĩ hiện tại. Đáy núi lửa có chu vi khoảng 125 km và có đường kính khoảng 40 đến 50 km. Trên đỉnh ngọn núi Phú Sĩ, miệng núi lửa có đường kính bề mặt khoảng 500 m và lõm xuống độ sâu 250 m. Ngọn núi Phú Sĩ là một phần của vùng núi lửa Phú Sĩ, một chuỗi núi lửa kéo dài về phía bắc từ quần đảo Marina và quần đảo Aju, xuyên qua bán đảo Aju đến bắc bán đảo Honshu. Các vụ phun trào lớn xảy ra khoảng 500 năm một lần. Vụ phun trào lớn xảy ra gần đây nhất là vào tháng 12 năm 1707. Lịch sử ghi lại rằng tro bụi đã làm tối bầu trời giữa trưa của một khu vực rộng lớn, bao gồm cả Edo là Tokyo ngày nay. Đợt phun trào này đã chôn vùi các ngôi đền và nhà ở gần núi. Các nhà địa chất báo cáo rằng vụ phun trào được kích hoạt bởi trận động đất mạnh 8,4 độ Richter xảy ra ở khu vực này 49 ngày trước đó. Hoạt động núi lửa của núi Phú Sĩ kể từ năm 1707 chủ yếu chỉ giới hạn ở các trận động đất nhỏ. Tuy nhiên, một cơn dư chấn cường độ 6,4 độ Richter đã tấn công sườn phía nam của ngọn núi sau trận động đất lớn ở thành phố Sendai năm 2011. Ý nghĩa văn hóa. Núi Phú Sĩ với hình nón duyên dáng đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới và được xem là biểu tượng thiêng liêng của Nhật Bản. Nhiều người Nhật Bản có cảm giác đồng nhất với ngọn núi. Mỗi mùa hè, hàng nghìn người Nhật Bản leo núi để viếng thăm ngôi đền trên đỉnh của nó. Hình ảnh ngọn núi đã được tái hiện vô số lần trong nghệ thuật Nhật Bản. Ý nghĩa du lịch và tôn giáo. Ở sườn phía bắc của ngọn núi Phú Sĩ có Phú Sĩ Ngũ Hồ, Fuji Goko, Hồ Yamanaka, Hồ Kawaguchi, Hồ Chai, Hồ Shuji và Hồ Mastoshu. Tất cả được hình thành do tác động của dòng dung nham. Hồ Kawaguchi thấp nhất, ở độ cao 831m, nổi tiếng với hình ảnh phản chiếu được núi Phú Sĩ trên mặt nước tĩnh lặng. Du lịch ở khu vực này rất phát triển với các công viên giải trí, vườn thực vật, khu vực trượt tuyết và các địa điểm giải trí khác. Hồ Yamanaka, hồ lớn nhất, với diện tích 6,4 km2, là một trong những khu nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất nơi đây. Phía tây ngọn núi, thung lũng giữa núi Phú Sĩ,
và núi Kenashi cũng có nhiều sân golf và các địa điểm tham quan khác. Phía đông nam của núi Phú Sĩ là khu vực núi Hakone, có nhiều cây cối rậm rạp, nổi tiếng với các khu suối nước nóng, nguồn nước ngầm dồi dào và các dòng suối của khu vực tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các ngành công nghiệp và hóa chất cũng như nông nghiệp. Nuôi cá hồi và chăn nuôi bò sữa là các hoạt động khác của khu vực này. Ngọn núi thiêng liêng, núi Phú Sĩ được bao quanh bởi những ngôi chùa và đền thờ, thậm chí có những ngôi đền ở rìa và đáy miệng của núi lửa. Leo núi từ lâu đã là một hoạt động tôn giáo. Tuy nhiên, mãi cho đến thời Minh Trị Duy Tân, phụ nữ mới được phép leo lên ngọn núi này. Những người hành hương leo núi trong thời kỳ đầu thường phải khoác bộ áo choàng. Ngày nay, hàng trăm nghìn người hành hương và du khách leo lên núi giải trí đổ về đây hàng năm, chủ yếu là trong mùa leo núi từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 26 tháng 8. Thông thường, những người leo núi khởi hành vào ban đêm để kịp lên đỉnh núi vào lúc bình minh. Những sự thật về núi Phú Sĩ. Có rất nhiều tranh luận về ý nghĩa thực sự của tên gọi Fuji. Trong tiếng Nhật, ngọn núi này thường được gọi là Fujisan hoặc Fujiyama. Cả San và Yama đều có nghĩa là ngọn núi. Chữ kanji của Fuji có nghĩa là của cải và người có địa vị. Nhưng cái tên này đã tồn tại hàng nghìn năm và ý nghĩa ban đầu của Fuji vẫn còn mơ hồ. Có một cách giải thích đến từ câu chuyện vào cuối thế kỷ 9 hoặc đầu thế kỷ 10. Đó là một câu chuyện về người chặt tre. Trong câu chuyện này, một loại thuốc trường sinh đã bị đốt cháy trên đỉnh ngọn núi. Ngọn núi này sau đó được đặt tên là Fuji, nghĩa là bất tử. Theo một cách giải thích khác, thì cái tên Fuji có nguồn gốc từ ngôn ngữ của người Anu bản địa. Nữ thần lửa của họ được gọi là Fuji Kamue. Những người leo núi tính quãng đường đi chạm, chứ không phải bằng mét. Mùa leo núi chính thức hàng năm kéo dài từ đầu tháng 7 đến giữa tháng 9. Tiến trình leo núi được đo bằng các chạm hoặc giai đoạn. Toàn bộ quá trình leo núi được chia thành 10 chạm, với chạm đầu tiên ở chân núi và chạm thứ 10 ở đỉnh núi. Hầu hết mọi người bắt đầu đi lên núi từ chạm thứ 5 vì có những con đường trải nhựa dẫn đến điểm đó. Có 4 chạm thứ 5 ở các phía khác nhau của ngọn núi. Thông thường có khoảng 200.000 đến 300.000 người leo núi mỗi năm, nhưng thời tiết xấu và Covid đã làm giảm đáng kể con số này. Vào năm 2021, chưa tới 80.000 người chinh phục được ngọn núi này. Đỉnh núi thuộc sở hữu tư nhân. Phần lớn ngọn núi Phú Sĩ thuộc sở hữu nhà nước, nhưng phần núi từ trạm thứ 8, khoảng 3.250m trở lên là tài sản tư nhân, thuộc về Fujishan, Hongu Shengen, Taisha. Tướng quân Ieyasu Tokugawa đã tặng đỉnh núi Phú Sĩ cho đền thờ vào năm 1606. Tướng quân Tokugawa là người sáng lập chế độ Mạc Phủ Tokugawa và đã cai trị Nhật Bản từ năm 1603 đến năm 1868. Khi chính phủ Minh Trị lên nắm quyền vào những năm 1860, Phú Sĩ và các đền thờ tư nhân khác đã bị quốc hữu hóa. Năm 1949, quyền sở hữu các vùng đất này được trả lại cho các đền thờ, ngoại trừ Phú Sĩ. Đền Shengen đã đệ đơn kiện lên chính phủ và cuối cùng họ đã thắng kiện vào năm 1974. Đỉnh núi lại trở thành tài sản của ngôi đền vào năm 2004. Nhưng vẫn còn một trở ngại nhỏ về mặt giấy tờ. Ngôi đền không thể đăng ký đất đai trên núi Phú Sĩ thành tài sản tư nhân vì không xác định được ngọn núi thuộc tỉnh nào. Ranh giới chính xác giữa tỉnh Shizuoka và tỉnh Yamanashi không tồn tại trên núi Phú Sĩ. Có một bưu điện nhỏ trên đỉnh núi Phú Sĩ. Đối với những người muốn có quà lưu niệm để làm kỷ niệm chinh phục đỉnh núi Phú Sĩ, một bưu điện nhỏ trên đỉnh núi sẽ dán tem lên bưu thiếp và thư. Với dấu bưu điện Fuji đặc biệt, khoảng 97.000 bức thư đã được gửi từ bưu điện này vào năm 2017. Một vật kỷ niệm phổ biến khác là gậy đi bộ bằng gỗ, được đóng dấu tại các túp lều, nằm dọc theo đường mòn. Tin vui cho những người thích lưu kỷ niệm bằng kỹ thuật số. Tại đỉnh núi cũng có Wi-Fi, nghĩa là những bức ảnh chiến thắng khi lên đến đỉnh cao của ngọn núi có thể được đăng tải trên mạng xã hội ngay lập tức. Các phiên bản thu nhỏ của núi Fuji được gọi là Fujiyuka, nằm rải rác khắp Tokyo. Trong thời kỳ Mạc Phủ, một tôn giáo tên là Fujiko đã phát triển. Tôn giáo này yêu cầu các tín đồ leo núi Fuji mỗi năm một lần và xem đây là một cuộc hành hương tâm linh. Các phiên bản thu nhỏ của núi Fuji được gọi là Fujuka, được xây dựng xung quanh Tokyo, dành cho những người không thể leo núi vì tuổi tác, bệnh tật và cả giới tính. Gần 800 Fujiyuka đã được tạo ra nhưng chỉ còn lại khoảng 60 ngọn. Chúng có chiều cao từ khoảng 1m đến 15m và được xây dựng giống với ngọn núi thật.
Chúng thường bao gồm các địa điểm được đánh dấu để đại diện cho 10 trạm. Đá từ núi Fuji cũng thường được sử dụng, Fujizuka. Tại đền Mizunari được xây dựng hoàn toàn từ đá núi Fuji. Người Nhật cũng có xu hướng trang trí cổng trời ở lối vào của Fujizuka để đánh dấu ranh giới giữa thế giới trần tục và tâm linh. Ngọn núi Fuji còn được gọi là Red Fuji, Diamond Fuji và Pierre Fuji. Vào những thời điểm nhất định trong năm, với điều kiện thời tiết cụ thể, quang cảnh núi Fuji sẽ thêm phần rực rỡ. Mặt trời mọc và lặn đều vào mùa thu có thể nhuộm đỏ ngọn núi, dẫn đến cái tên Red Fuji. Mặt trời mọc cũng lặn hoàn toàn thẳng hàng với đỉnh ngọn núi vào những thời điểm nhất định và tỏa sáng như một viên kim cương, do đó có tên là Diamond Fuji. Khi hiệu ứng tương tự xảy ra với mặt trăng, ngọn núi đó được đặt tên là Pierre Fuji. Chương trình toàn đồ thế giới của chúng tôi đến đây cũng đã kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.